quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký tờ trình số 123 ngày 31 tháng 7 năm 2020 trình Chính phủ về việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến cho thị trường bất động sản tại đây dậy sóng trong thời gian sắp tới. Theo tờ trình của Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang, hiện trạng đơn vị hành chính của tỉnh, số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì tỉnh Kiên Giang có 6.348,7 km² diện tích tự nhiên và dân số 1.723.067 người, có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố và 13 huyện, 145 đơn vị hành chính cấp xã gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn. Huyện Phú Quốc có 589,27 km² diện tích tự nhiên, dân số 179.480 người, có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới và 8 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hòn Thơm và Thổ Châu, trong đó thị trấn Dương Đông có 15,6 km² diện tích tự nhiên, dân số 60.415 người. Thị trấn An Thới có 27,4 km² diện tích tự nhiên, dân số 37.485 người. Xã Hòn Thơm có 7,24 km² diện tích tự nhiên, dân số 4.610 người. Về phương án thành lập thành phố Phú Quốc, thì thành phố Phú Quốc sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 589,27 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc. Các phường thuộc thành phố Phú Quốc bao gồm thành lập phường Dương Đông trên cơ sở toàn bộ 15,06 km² diện tích tự nhiên, 60.415 người của thị trấn Dương Đông. Thành lập phường An Thới trên cơ sở nhập toàn bộ 7,24 km² diện tích tự nhiên, 4.610 người của xã Hòn Thơm và toàn bộ 27,4 km² diện tích tự nhiên, 37.485 người của thị trấn An Thới. Như vậy, sau khi thành lập thành phố Phú Quốc sẽ có 589,27 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người. Có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã gồm Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Trong đó, phường Dương Đông có 15,06 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 60.415 người. Phường An Thới có 34,28 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 42.095 người. Như vậy, sau khi thành phố Phú Quốc được thành lập, thì tỉnh Kiên Giang sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 thành phố và 12 huyện, 144 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 18 phường và 10 thị trấn.